Chúng ta biết là đến giờ này ấy, đến cái khoảng thời gian này ấy, thì nó cũng không còn nhiều thời gian lắm để chúng ta học ôn luyện, đúng không ạ? Khi đến chân được, đúng không? Còn có vài ngày thôi. Vậy thì một trong những cái mà chúng ta cần quan tâm bây giờ, thời gian còn lại chúng ta học cái gì? Với khoảng thời gian khoảng một tháng, hơn một tháng để đi thi như này thì không phải là lúc để chúng ta học về phương pháp, không phải chúng ta học các cái kiểu bài tập. Việc đó là chỉ để huấn luyện, gặp thì làm thôi. Đấy, cái khoảng thời gian này là thời gian để chúng ta tổng duyệt và lý thuyết, đúng không? Lâu nay luyện tập hết rồi, học hết các bài các món rồi, bây giờ chỉ là đá giao hữu thôi, đúng không? À, sắp xếp đội hình đá giao hữu thôi, xem mình thiếu cái gì, thừa cái gì để chuẩn bị vào thi đấu World Cup rồi, đúng không? À, với một thực tế mà chúng ta cần phải nhớ, có một cách học cũng là học từ những sai lầm, đúng không? Học từ những sai lầm các anh các chị, học sai lầm do bạn bè và học ngay sai lầm của chúng ta. Sai lầm lớn nhất mà hầu hết những người trượt mắc phải đó là làm sai, bị mắc lừa những câu đơn giản, đặc biệt là câu lý thuyết. Đấy chưa? Trong cuộc sống thì có trăm nghìn, tình yêu thì có trăm nghìn, đúng không? Cái na ná có trăm nghìn, đích thực có một. Ở đây khi đi thi ấy, cái na ná thì có ba, có một cái đích thực không? Bốn cái trong đó có ba cái na ná. Phải làm sao là gì? Biết đọc được cái là biết đâu là cái đích thực. Nếu đọc xong đọc câu A, chọn câu A thì muốn câu B, chọn câu B thì sợ câu C đúng, chọn câu C thì thua câu D thì chết, bằn khoăn thế thì chết, đắm tối mối nằm đắm, đắm mối tối nằm không, đúng không? À, trong những phần tiếp theo ở đây thì tôi sẽ lựa chọn và giới thiệu chúng ta 10 vấn đề để lý thuyết trọng tâm, 10 vấn đề, những phần lý thuyết trọng tâm nhất. Đây, một tháng này không thể nào dạy hết cho chúng ta những phần lý thuyết có trong ba lớp học, mà chỉ nói những vấn đề trọng tâm nhất. Đấy, và trong những vấn đề trọng tâm này thì nếu như mà nó có liên quan tới một cái dạng hợp chất nào đó mà có liên quan tới các phương pháp hay sử dụng thì chúng ta sẽ nhắc tới. Ví dụ chúng ta mà học về thì kim chẳng hạn, có những cái dạng bài tập gì mà hay sử dụng cho cái kim thì chúng ta sẽ nói, nhưng không phải nặng về bài tập mà chúng ta sẽ chuyên về lý thuyết thôi, đá qua các bài tập sử dụng. Được chưa? Một số vấn đề đại cương về hóa học ở đây tôi chỉ nói những đại cương vô cơ thôi, chứ còn đại cương hữu cơ cũng có, nhưng thôi sẽ ghép sang cái phần hữu cơ. Được chưa? Phần đầu tiên chúng tôi nói tới đó là về cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn. Cấu tạo nguyên tử. Trong cái phần cấu tạo nguyên tử này thì nắm cho tôi một số vấn đề sau đây. Một, thứ nhất là cấu hình electron. Cấu hình electron. Được chưa? Trong phần cấu hình electron có nhớ biết cấu hình nào không? 1s, 2s đấy, đúng không? Trong cái phần cấu hình electron thì có hai vấn đề cần phải nhớ là thứ tự sắp xếp. Thứ tự sắp xếp. Đấy. Các electron được sắp xếp vào vỏ nguyên tử từ trong ra ngoài theo chiều tăng dần mức năng lượng. Đó là quy tắc. Đấy. Ta gọi là quy tắc Kolchak. Quy tắc Kolchak. Quy tắc này được trình bày này. Chúng ta nếu như mà biết các cấu hình electron từ 20 đến 30 thì đơn giản, không cần phải nhớ. Không? Cứ sang sông cố cá phải sang đò là được. Tuy nhiên là với những nguyên tố từ 50 hoặc là 40 trở đi thì cần phải chú ý thêm một chút. Nhá, sử dụng khi này, cái quy tắc Kolchak được phát biểu như này, 1s, 2s này, 3s, 4s này, 5s, 6s, 7s,
8S, 9S vân vân. Rồi đến đây là 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Đây 3D. 3D. 4D, 5D, 6D. Vân vân. Thế rồi là gì? 4F, 5F. Đây là một cái sơ đồ, một cái hình tam giác đây này. Hãy chú ý trong cái hình này thì cứ hết lớp F đến lớp P đến lớp D, F phân lớp. Rồi các lớp này, các lớp thì được đánh số theo hàng chéo: 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 7, vân vân. Được chưa? Và bây giờ thứ tự sắp xếp, các lách tông sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Trên xuống dưới xong từ trái qua phải. Có nghĩa là 1S đến 2F, 2P 3F. Được chưa? Sang sông phố xá, phải sang đò, phải sang đò đi. Đấy. Thì giờ đến đây đến cái khoảng 20-30 nó nằm ở đây. Được chưa? Thế còn viết hết ở đây thì hơn 100 nguyên tố viết được hết. Được chưa? Đấy, thì bây giờ thử xem nhé, thử xem cấu hình của một nguyên tố có z bằng 53 thì cấu hình như thế nào nhé. Z bằng 53 này. Đấy, 23 thì viết được 25 còn viết được nhanh. 53 nếu như không nhớ cái này hơi mệt đấy. Được chưa? 1S2 này, 2S2 này, 2P mấy? 6 này, 2 này, 6 này, 2 này, D10 này, 4T, 6 này, 5S2 này. Đấy, dừng lại đếm nhé. 2, 4, 10, 12, 16, 18. Đó, 18 đến đây là 20 rồi này. 30 này, 36 này, 38 này, thêm 10 nữa là 48 này. Vẫn chưa đủ 53, đúng không? Còn mấy nữa? Còn 5, đúng chưa? Như vậy, kết thúc ở đây. Đấy, kết thúc ở 3, 5P5. Được chưa? Rồi cấu hình bên trong thoải mái đi. Cuối cùng là 5S2, 5S2 và 5P5. Được chưa? Để xác định vị trí rồi chu kỳ, vân vân. Đấy, đấy là thứ tự sắp xếp. Thế sau khi sắp xếp xong rồi thì viết chỗ sắp xếp như thế này, phải 5S2 này, 4D10 cái đã, đúng không ạ? 4D10 cái đã rồi, có thế. Đây là sắp xếp ở đây cậu. 4D10 rồi mới đến là gì? 5P5. Đấy, đây là đây là thứ tự sắp xếp. Nhưng mà khi viết cấu hình lấy tông thì khác. Đấy, khi viết cấu hình lấy tông, viết cấu hình thì theo thứ tự của lớp rồi đến phân lớp, hết lớp rồi đến phân lớp. Cái này thì dễ hơn này. Có nghĩa là ở đây 53 sẽ bằng 53. Thì chúng ta không biết là 5S2 3, 4D10, mà chúng ta phải viết bên trong hết phải đến 4S2 này. Đấy, 4S2 này, rồi 4P6 này, 4D10 này. Xong đó rồi mới đến 5S2. 5P5. À, chú ý cấu hình electron thì D không chèn ở giữa nhé, không chèn ở giữa. Mặc dù sắp xếp lấy tông D trước P, 4D trước 5P. Được chưa? Đấy là cấu hình lấy tông. Được chưa? Đây là cấu hình lấy tông của các nguyên tử. Từ nguyên tử này người ta suy ra cấu hình lấy tông của các ion. Thứ ba là cấu hình lấy tông của ion. Ion thì chúng ta có hai loại, một là ion dương. Đấy. Nếu ion dương thì chúng ta bớt E lớp ngoài cùng đi, bớt E lớp ngoài, lớp ngoài cùng. Đấy. Còn để tạo thành ion âm thì thêm electron ở lớp ngoài cùng, thêm electron vào lớp ngoài cùng. Mục đích cuối cùng là để đạt được cấu hình E, đạt cấu hình E bền vững.
bền vững như khi hiếm ấy. Đó. Ví dụ như là natri chẳng hạn, xét bằng 11 thì cấu hình là gì? 1S2, 2S2, 2P6 và 3S1, đúng chưa? Thế bây giờ Na cộng cấu hình là gì? Na cộng bớt 1E ở lớp ngoài cùng đi, còn lại 1S2, 2S2, 2P6, được chưa? Như vậy nó đạt được cấu hình lấy cầu bền vững như một khí hiếm. Tương tự như vậy với xe lời trừ, với S2 trừ, vân vân, tất cả các ion đều được chọn là cấu hình electron của ion. Và một trường hợp thứ 5, thứ 4 là cấu hình E đặc biệt. Cấu hình electron đặc biệt cấu hình electron đặc biệt này nó nằm ở một cái trường hợp thôi, đó là cái sự chuyển dịch electron, sự nhảy electron từ phân lớp này sang phân lớp khác để đạt được một cấu hình electron gọi là bán bền vững hay bán bão hòa. Đó là khi mỗi orbital là có một electron, mỗi orbital một electron, thì khi đó nó đạt cấu hình gọi là bán bền vững hay là bán bão hòa. Giả bão hòa. Đó, hàng thật thì đương nhiên là tốt rồi, giả bền vững có bền đó, từng người bền đúng không? Bây giờ mà đôi khi hàng giả khi lại còn đẹp hơn hàng thật, đồ giả đẹp hơn đồ thật. Đấy, cho nên là quan tâm đến nó một chút. Đó là gì? Chủ yếu là D5 thôi. Cấu hình cái dạng là D5 đó. Hay gặp nhất là trường hợp D5. Đấy, ví dụ như này, ví dụ như chúng ta có nguyên tố chrome chẳng hạn, chrome xếp bằng 24, cấu hình là gì? Đấy, cấu hình 1S2 này, 2S2 này, 2P6 này, 3S2 này, 3P6 này, 3D mấy? Đấy, viết cấu hình thì để dành 3D này, xong đó lấy 4S này, liền 4S trước theo quy tắc Lakovsky, 4S2, 3D còn mấy nữa? Đây tổng cộng là 20 rồi đúng không? D còn lại 4. Đây, trường hợp này thì không bền. Tại sao lại không bền? Đây, trường hợp không bền là 1, 2, 3, 4, 5. D4 thì có 1E này, 2E này, 3E, 4E này. Thế còn S2 này. Đấy, đây là 3D, 4 và 4N2. Trường hợp này thì phân lớp D thì còn một ô trống, S thì nó có 2 electron, mà xu hướng của các nguyên tử là luôn luôn nhường chuyển electron làm sao cho tổng số electron độc thân là lớn nhất. Trời nắng nôi như thế này, xếp 2 người chung một phòng luôn không, đúng không? Nhà là còn một phòng trống, tốt nhất là gì? Chuyển mới ở cho nó tự do, đúng chưa? Như vậy cấu hình chuyển thành gì? 3D 5 4S1. Đây, đây là cấu hình đúng. Chúng ta dở bảng tuần hoàn ra mà xem. Nguyên tố Z bằng 424. Có dùng kính lúp coi cả ngày cũng không thấy cấu hình nào là 4S2 à 3D 4S2 cả. Chỉ thấy là gì? 3D 5 4S1. Tương tự như vậy là với đồng, chúng ta có là ở bên trong là giống khí hiếm rồi, bên ngoài là 3D 10 4S1. Z của nó bằng 29. Sẽ không có trường hợp là 3D9 đâu ha. Để ra xem, được chưa? Đây là một trường hợp không phải là bán bền, lúc này là chuyển bền thật. Đó. Bán bền còn gặp trong cái trường hợp ion sắt là cộng 3D5. Được chưa? Đó. Đấy là một số vấn đề về cấu hình electron. Được chưa?
À, trong những vấn đề đó, electron đó thì nhớ được cấu hình electron, chúng ta còn giải quyết thêm một số vấn đề. Tiếp theo, sang phần thứ hai.